là khung cảnh chợ đêm Cần Thơ các bạn. Mình chuẩn bị ghé vô khu ẩm thực Nam Bộ. Hiện tại thì nhóm hai lúa đang ở chợ đêm Cần Thơ. Thì từ nãy tới giờ cũng đói bụng rồi. Nhóm hai lúa đi lựa đồ ăn các bạn. Ở đây dòm dòm là có gì. Nó gấp kìa. Đâu hết kìa. Chị ơi hai dĩa. Ủa mấy cái tôm cậu xài được không vậy? Không xài được em đi xong đi. Đâu? Tôm mới xài được. Phần mấy trăm gram hay mấy phần vậy? Cái nào? Tôm. Tôm mấy trăm gram. 100 gram 40 ngàn. Luôn. Ai ai? Kẹ lại bao nhiêu vậy? 480. Tôm với gì nữa? Hả? Tôm hả? Con mực hai con gì không? Kêu cắt ra luôn. Mực không? Mực không cắt. Muốn ăn gì ăn à? Rồi ổng đi. Để cho người nha, có gì rồi 40 người như nào không như cái chấm hết cái chút chút nữa đi trứng này ngon hả chấm đây vậy đó mối sợ nổi rồi đây nè gì rồi thầy góc móng tay nha bạn mà cua không mỏi không cho bà tụ coi không cắt không thì để đại đi thôi nó ăn đầu biển không có được vậy con này con gì con đầu biển đó thì hồi nó nhịn á cho nên đâu có ăn mày ăn gì mày ăn đi tôi gấp cho tụi mày ăn ừ lại đi chế biến làm sao? Đây kìa cả cái. Ở đây thì mấy bạn tự lựa rồi sau đó sẽ cộng tiền thành hóa đơn. Rồi vô nữa bạn que anh đầu bếp kìa nướng lên YouTube nha anh. Rồi lên YouTube hai lúa miệt trường nướng chút xíu luôn thành này luôn sản phẩm thì mày bán mỗi đêm nha mấy bạn. Bạn lựa xong rồi đầu bếp ta nướng đây luôn các bạn. Nếu mà lúa thì đầu vô tiệc các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh Hai Lúa Thị Trường để kênh ngày càng phát triển hơn nha.
tôm đi. Tôm càng nè, tôm càng bự lắm quý vị ơi. Bà cha bí luôn á. Bự tới không thấy cái càng luôn á các bạn. Nhiêu đây không là 5 triệu rưỡi nha mấy bạn. Cái lẩu 3 triệu. Là chém à. Một lần đi Cần Thơ là một lần nhớ đời. Con bạch tuộc. Con bạch tuộc này 1,5 kg nha mấy bạn. Lấy gâu thôi nha chứ không có lấy cái gì hết trơn á, cái kia là bỏ luôn á. Cái này tới cuối mới được ăn nè mấy bạn. Khổ ghê, tưởng đâu hết luôn rồi. Nướng hoài không chín tại nó bự quá mà. Rồi nhé. Con mừng ký nha mấy bạn. Ăn cảm giác sao? Wow, nó mặn. Trời ơi, không biết. Mặn quá các bạn ơi. Nghe nó mặn rồi, con mắt nó trắng trắng. Cảm giác sao? Thưởng thức. Khi qua Cần Thơ thưởng thức. Trời ơi, bằng bắp tay luôn. Vẹt vẹt sao không vẹt, không thử vẹt đầu bếp mấy điểm nữa vậy, xe không nổi luôn. Nó nặng quá ăn không nổi hả? Kìa trời, cảm giác sao? Trời ơi, thưởng thức. Trời ơi kìa. Đúng rồi, mới thưởng thức được phải không, chứ còn thưởng thức không đủ à. Nếu các bạn thích, các bạn nhấn like và đăng ký kênh Hai Lúa Mình Vườn các bạn. Rồi, dạ. Chúc các bạn ngon miệng.